chim đã về, đàn chim hót líu lo mừng xuân. Mai chỗ hoa vàng đưa hương, nghiêng cánh khoe hoa đào. Bài trẻ thơ nô đùa, khoe áo mới với bao người thân. Xuân đến muôn nhà yên vui, xuân đến cho đời thêm tươi. Ngọt ngào câu chúc mừng, mừng năm mới khắp nơi đẹp tươi. Qua hết bao ngày âu lo, ta đón xuân thanh bình. Xuân giang chim én về, cùng tung cánh giữa cung trời xanh. Xuân lúa thơm đồng mênh mông, cây trái thêm quả ngọt ngon. Ơi mùa xuân vui, anh đợi mùa xuân về ta có đôi. Anh có em đời yên vui, vòng tay ấm áp tuyệt vời. Xuân đã về xuân ơi, em về bên anh đợi thêm ước mơ. Ta có nhau cùng vui xuân, một đời anh phúc xuân ơi. Đàn chim đã về, đàn chim hót líu lo mừng xuân. Mai chỗ hoa vàng đưa hương, nghiêng cánh khoe hoa đào. Bài trẻ thơ nô đùa, khoe áo mới với bao người thân. Xuân đến muôn nhà yên vui, xuân đến cho đời thêm tươi. Xuân đến cho đời tươi. Ngọt ngào câu chúc mừng, mừng năm mới khắp nơi đẹp tươi. Qua hết bao ngày âu lo, ta đón xuân thanh bình. Rộn ràng chim én về, cùng tung cánh giữa khung trời xanh. Xuân lửa thơm đồng mênh mông, cây trái thêm quả ngọt ngọt. Ơi mùa xuân vui, anh đợi mùa xuân về ta có đôi. Anh có em đời yên vui, vòng tay ấm áp tuyệt vời. Xuân đã về xuân ơi, em về bên anh đợi thêm ước mơ. Ta có nhau cùng vui xuân, một đời hạnh phúc xuân ơi. Ơi mùa xuân vui, anh đợi mùa xuân về ta có đôi. Anh có em đời yên vui, vòng tay ấm áp tuyệt vời. Xuân đã về xuân ơi, em về bên anh đợi thêm ước mơ. Ta có nhau cùng vui xuân, một đời hạnh phúc xuân ơi. Ơi mà mùa xuân vui, anh đợi mùa xuân về ta có đôi. Anh có em đời yên vui, vòng tay ấm áp tuyệt vời. Xuân đã về xuân ơi, em về bên anh đợi thêm ước mơ. Ta có nhau cùng vui xuân, một đời hạnh phúc xuân ơi. Hân hoan chào đón quý vị. Lời nói đầu tiên cho phép Thanh Hiệp thay mặt tất cả các nghệ sĩ kính gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vui Xuân Ca, một sáng tác rất dễ thương mà nghệ sĩ Minh Béo cùng với Vũ Đoàn Vầng Trăng mong muốn gửi đến chúng ta. Lời nói đầu tiên cũng là một giai điệu rất vui tươi về mùa xuân, về một tình yêu lứa đôi để chúng ta cùng chào đón ngày lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 năm nay. Và khi các nghệ sĩ của Sân Khấu Vàng chọn ngày này để thực hiện chuyên đề hôm nay thì tất cả các nghệ sĩ đều rất vui vì ai cũng được ôm lại những kỷ niệm thật đẹp về những vai diễn để đời của mình, trong đó là những kỷ niệm tôn vinh tình yêu thật đẹp trên sân khấu cải lương. Chúng ta có thể nói rằng ngày tình yêu là ngày mà những lứa đôi thường bày tỏ với nhau về tình cảm cũng như những món quà ý nghĩa trong ngày này. Và những vai diễn đã đi suốt con đường mà các nghệ sĩ đã cống hiến tài năng của mình trong suốt hơn 40 năm qua. Thế hệ vàng của sân khấu cải lương luôn xứng đáng với tình thương yêu của quý vị. Và đêm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng họ qua tài năng diễn xuất cùng với những tình yêu chung thủy mà họ ca ngợi trên sân khấu thông qua những vai diễn. Một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Sân Khấu Vàng lần thứ 3 với chủ đề Những Đôi Tình Nhân Trên Sân Khấu.
em phải cẩn thận chứ. Dạ, dạ thưa cậu, hay là mình tạm nghỉ chân chốc lát nha cậu. Cái gì? Đi tới đây à, hết đường đi à. Sao hết đường? Ngã ba cả tư không à, em không biết đường đi. Không biết đường thì ta hỏi thăm đường trong miệng ta chứ đâu. À kìa, tứ cửu, có hai người khách đi đường, em đến hỏi thăm coi người ta có biết không, người ta chỉ giùm cho. Ờ ha, mắt cậu sáng quá, cậu thấy mắt em tối thui, em không thấy ai hết trơn trời. Thì em đến hỏi đi. Hỏi thăm nhanh đó ha cậu. Ừ đúng rồi. Cậu đứng đây cậu chờ em nha. Rồi. Cậu đừng có đi đâu đó nha. Rồi, có chừng lạ đó cậu. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm đường đi đến Nghi Sơn. Cho em hỏi thăm đường đi đến Nghi Sơn. Cậu ơi. Hả? Xui quá à, cậu ơi. Xui gì mà xui? Bữa nay mình đi gặp này điếc. Mà sao nói gì điếc gì? Em hỏi nhỏ người ta không nghe, nói người ta điếc. Em đến em hỏi to lên, cho rõ lên người ta sẽ trả lời cho em. Hỏi to hả cậu? Ừ, hỏi to lên. Hỏi to lên ta mới nghe cậu. Ừ. To cỡ này được không? Lớn hơn nữa. Cỡ này được không? Đó, được rồi đó. Cậu chờ em. Dạ, anh ơi, anh làm ơn cho em hỏi thăm đường đi đến Nghi Sơn. Nghi Sơn. Xui quá à, cậu ơi. Sao vậy? Nay đi không có ngày. Sao vậy? Canh đó vừa điếc mà vừa câm nữa. Trời. Em hỏi không thì trả lời chân. Trời ơi, mặt mày ta sáng láng vậy mà em vừa nói vừa câm vừa điếc. Có lẽ em đến em hỏi thăm mà lời lẽ em không được lễ phép. Em mới đến em lễ phép lễ độ em hỏi, người ta mới trả lời chứ. Lễ phép lắm rồi. Phải lễ phép hơn nữa mới được. Dạ. Dạ thưa anh. Dạ thưa anh. Ừ. Dạ thưa anh. Ừ. Biết rồi. Ừ. Con đi với cậu, con phải lễ phép đàng hoàng. Mình có học mà. Nhanh. Đầu khi dễ. Cái anh kia, bộ nói người ta không nghe sao làm gì sao người ta té vậy? Cậu ơi. Biết nói. Nói được. Trời ơi, tao biết nói chứ sao? Kêu cậu à? Kêu con chứ kêu cậu gì? Con hả? Ừ. Nè. À, anh kêu em hả? Ờ. Anh muốn hỏi gì? Anh cho em hỏi thăm đường đi đến Nghi Sơn. Nghi Sơn phải không? Đợi một chút. Dạ thưa cô. Cô đâu? Cô gì? Cô gì? Tụi nó là đồ cô hồn. Sao tự nhiên ơi, anh nói tôi cô hồn? Chứ còn gì nữa? Nhìn cái mặt giống bao lì xì. Cậu ơi. Cái anh nói em giống cái bao lì xì. Bao lì xì nó làm sao cậu? Dạ thưa cậu. Dạ, có hai người khách cũng đến trường Nghi Sơn giống như ta vậy đó cậu. Vậy à? Dạ. Dạ, xin kính chào công tử. Kính chào công tử. Dạ, xin phép cho tôi được hỏi thăm. Chim rừng ở liều lo, cánh thơ mộng hoa, đôi lời xin thoái
người đời đặt tên là Nam Sơn, nhiều lối đi lên tới à ngôi trường. Ngôi trường gần đây cách hai đèo, trường ta là nằm trên hướng đi Sơn Đèo. À, lối đi Sơn Đèo, đá tạ, xin đá tạ. Vui thay thức thay chi tăng bồng, nấu sứ sôi kinh chi ta chung cùng. Xin cho biết tên mình làm quen nhau buổi ban đầu, suối há không đeo vì một lòng là một lòng mong. Miền Tiết Giang là quê con, tuổi xuân vừa trăng tròn, tôi tên danh là Trúc Anh Đài. Dạ, dạ xin kính chào Trúc công tử. Chào công tử, còn quý danh công tử là chi, xin cho tôi được biết. Ngân Tâm, dạ hãy lại mừng ra mắt công tử đi em. Dạ, dạ em là Ngân Tâm, dạ xin ra mắt Lương công tử. Đáp lễ Ngân Tâm, tứ cử. Dạ. Em ra mắt Trúc công tử đi em. Dạ, dạ em xin ra mắt Trúc công tử. Chào tiểu đồng Ngân Tâm. Ủa sao anh biết tên tôi? Ờ thì hồi nãy Trúc công tử kêu Ngân Tâm, Ngân Tâm, Ngân Tâm đó. Ờ hen, chào tiểu đồng tứ cử. Hả? Sao biết tên tôi hay vậy? Là mối đồ mà. Thì hồi nãy Lương công tử mới gọi tứ cử, tứ cử đó. À hay quá vậy, ta gì cũng biết tên tôi đó. Dạ 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 thưa cậu. Thưa công tử, đường du học mọi người đáng lũ lượt, vui học hành tuổi trẻ vẫn một lòng. Tôi muốn kết bạn cùng ai có được không mà? Kết bạn hả? Kết bạn với tôi à? Dạ. Dạ dạ không có được đâu công tại tử. Tại sao vậy à? Dạ vì tâm của công tử tôi nào nào giống những chàng trai. Cậu ơi hả? Là người có một không hai, không chịu kết bạn chắc là lại cái. Em hãy kìa kìa, nhìn gì diện mạo thể hiện qua tất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tâm ơi, ngân tâm hỡi, ngân tâm mà, ngân tâm ơi. Chung mà mình thiên là sân lứa vừa đôi. Ta cũng nên kết bè. Tôi thề nếu chúng ta không qua nợ thì mình cùng nhau kết bạn. Dù cho bão tố phong ba ba thì chúng ta cũng không xa lìa. Phải rồi, ông như chút hiệp hòa. Phụng Hoàng Sang, cậu, cậu ơi cậu, à? Hôm nay thật là một cái ngày, ôi thật là đẹp, ừ, đúng rồi, ôi một cái ngày đầy ý thơ, ôi hôm nay thật là một cái ngày quá xa vui, cậu ơi, à? Con nảy ra một ý kiến, cái gì vậy con? Cậu ơi hay là mình hãy cùng nhau kết bạn, kết bạn. Chúng ta hãy cùng thề thốt để tỏ lòng chung thủy. Ý tôi cửa thật là hay, nhưng ở đây toàn là núi đồi, thì làm gì mình có thể thề thốt với nhau được chứ? Núi đồi cũng thề được mà. Dạ thưa cô. Cô ở nhà mà cứ nói gì hoài. Cô gì? Cô Hồng Âm Minh. Cậu. Hồi nãy Ngân Tâm nói em cô Hồn, bây giờ nói em thêm một từ nữa là âm binh. Em mà âm binh là cậu là Diêm Dương. Bảy bảo. Dạ thưa cậu, nếu ở đây không có nhang đèn thì ta sẽ mượn cành liễu ngâm câu hòa hợp. Lúc đó ta sẽ sẽ gì? Thề có lão Tơ Hồng vô duyên. Ôi sao nói tôi dạ, vô duyên thế, cậu. Nghe, là bạn bè làm gì có lão Tơ Hồng trong đó. Ai biết đâu. Phải nói như vậy nè, mượn cành liễu ngâm câu hòa hợp, mượn cành mai thề gian chứng có cao dài, để chứng minh cho mối tình đầu gặp gỡ. Vô duyên nữa cậu, kỳ quá à. Sao nói tôi vô duyên? Chứ còn gì nữa, là bạn bè làm gì trong đó có tình đầu trong đó nữa. À, bởi vì Ngân Tâm không biết gì hết trơn ấy trời. Nè, tôi giải thích cho Ngân Tâm biết nè. Cậu. Gì cái cậu hoài vậy? Cậu đứng đây cậu làm chứng giùm con nè cậu. Thì có gì? Phải là con là con trai nhanh nhẽo không? Đúng. Con mới lớn lên nè, con chưa hề kết bạn với ai. Có à. Phải bây giờ con kết bạn với Ngân Tâm có phải là chứng minh cho mối tình đầu gặp gỡ không? Mặc dù là học trò vậy chứ mà thông minh lắm. Cái anh này nói ngược mà nghe cũng xui ghê á. Ừ. Ngân Tâm. Gì? Ngân Tâm ơi, trên và dưới đã cùng nhau một ý. Ta hãy nhường liễu mai cho gia chủ giao thề. Còn chúng ta. Cái mặt gì đâu mà giống hình nộm quá. Ngân Tâm, còn chúng ta hãy thề với nhau bằng tục lệ của tôi. Tục lệ của anh sao? Hả? Quỳ xuống. Làm gì? Lại nhau qua lại, gọi là chứng minh cho tấm lòng chung thủy. Chung thủy trong đó nữa. Đúng rồi, nếu mà bạn bè bây giờ mình gặp nhau, hai đứa mình kết bạn với nhau, nếu mà sau này á dù có xa nhau ngàn trùng dữ dội, mình không phụ lòng nhau, có nghĩa mà là mình giữ lòng chung thủy. Rồi được rồi, tôi đi hái liễu, anh đi hái mai nha. Lẹ nha. Hả? Hái liễu à? Ừ. Tôi hái mai hả? Ừ. Cậu. Cậu chờ em. Chờ con hả cậu? Cậu ơi cậu. Dạ, ơi. Bữa nay lễ tình nhân không có mai có hoa hồng đâu. Có một cây mà có một bông à.
cậu chọn cái nào? Cái này có một bông à? Kệ đó, mai liễu tao mới thề được chứ. Lễ tình nhân có hoa hồng đi. Tình nhân bây giờ để dành cho con đó. Dạ. Ta biết ngày nay cũng dạ, vui lắm. Dạ mời cậu. Nào, chúng ta đồng thề thốt. Tôi Sơn Ba xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao dài, không thay lòng với anh Đại. Ta cùng vui về nơi triền miên, chim tung trời xóa bao lụy phiền, ghép gió ghép mây kết bao thâm tình, lòng không đổi thay. Quỳnh nha. Dạ thưa cha. Cha lúc này biết quay tơ rồi ha. Giỏi dữ à. Sao
Con biết chăn tầm rành rẽ lắm rồi phải không con? Dạ thưa cha, chăn tầm á, nuôi tầm á, săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó cha. Tối còn sợ mũi cắn phải văn mùng cho nó nữa. Nhiều đêm con ngồi con kéo chỉ quay tơ dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức vậy đó, mà con cũng không dám đốt lửa lên để ùn nữa. Ủa sao vậy con? Vì con sợ khói làm chết tầm hết sao cha. Lẩm dẩm vậy chứ mấy con tầm mà nó còn có phúc hơn cha. Nó ngủ còn được con văn mùng, còn cha để cho mũi cắn chơi ha. Cha nói sao từ lúc ra đây ở tới giờ 2-3 năm nay con thấy có sướng không? Dạ thưa cha, con và Tiểu Loan ở đây phải thức khuya dậy sớm, hết ươm tơ rồi cái kén, quay tơ dệt lụa dệt gấm, công việc tối ngày thì làm sao mà rảnh tay mà sung sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm cha ơi. Vui hả? Dạ đúng rồi, tại vì vui cho nên con mới quên cha quên mẹ, để mặc cho cha mẹ sầu khổ để nhớ nhung về con. Cha vui nói... cho nên mới bỏ mặc cha mẹ đúng không? Cha nói chứ còn gì con nữa? Trẻ có làm điều gì cho cha mẹ phải buồn khổ? Sao buồn khổ? Tự dưng cái khóc lóc á, 2-3 ngày cả 2-3 tháng khóc lóc riết mà cha mẹ phải để cho con mới vượt khỏi quê môn. Gian lao dạ cười với chăn tầm, hiền chỉ mình con không kể gì đến mẹ cha, là tiểu thơ như người ta mỗi bước đi phải có kẻ hạ người hầu, còn con thì cực khổ một mình. Con thấy có sung sướng không con? Phơi thân cho nắng làm cho khô héo dung nhan, tay chân khô sạn cay sần, xin vui lại con đường nhớ buồn vì con thơ. Sống phải tập có tập thương, thích nghi với hoàn cảnh khổ nghèo, mai sau gia biến thế nào con cũng tự hào mà yên tâm. Cha mẹ nghĩ sao đây khi con ngày đêm cao chuốc ngược là tha thương gian lục ngà, yêu mềm không ngọn cỏ, giữa cuộc đời sóng gió cứ gục đầu sát đất chẳng vươn lên, rồi người vùi dập dưới chân hèn tuổi kiếp thừa sinh. Trời ơi Quỳnh Nga ơi là Quỳnh Nga, trong lúc cha mẹ muốn cho con sung sướng thì con chọn cái con đường cực khổ như thế này, cha mẹ mới rầy la con chút xíu là con muốn rủa gia đình mình làm biến phải không hả? Dạ thưa cha, đó là con chỉ ví dụ thôi chứ con có trụ ẻo gì đâu cha. Không trụ ẻo chứ còn cái gì nữa hả? Con nói vậy là sao? Trong khi công danh sự nghiệp của cha đó, con đường công danh của cha càng ngày càng lên như thế này, con trụ ẻo cho cha để cho người ta đè đầu cởi cổ cha phải không? Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng như là bọt nước đầu gành thì có gì làm chắc đâu cha. Thôi thôi thôi, không có nói nhiều nữa. Ngay bây giờ con mới vô trong dọn đồ về liền bây giờ. Cha ơi. Đi vô nha. Dạ, con mới về đâu cha. Dọn đồ về liền. Cha ơi, bộ chấm thương con sao cha? Thương, chính vì thương con, chiều con cho nên bây giờ con mới muốn gì được mấy nè. Bây giờ cha thương con nhưng không chiều con nữa. Vô dọn đồ về liền. Vô dọn đồ về liền. Về liền. Về để là cha gả con cho con của quan tuần phủ. Con tiếp ai hết cha? Con sao ai hết? Sửa soạn cho đẹp, tiếp quan tuần phủ cha đã hứa rồi. Mà cha qua con trai quan tự hữu á là hứa cưới con làm vợ đó. Dạ cha đã nhận lời. Tất nhiên là cha phải nhận lời, cha bằng lòng. Sao cha không hỏi ý con? Cha biết hỏi ý con sẽ không bằng lòng thì sao? Cha biết con không bằng lòng, tại sao cha nhận lời? Trời ơi, nói gì cũng cãi chân là sao? Đi vô. Phải cưới con trai ông qua quan tường phủ. Không có cãi được cha. Còn lời ước hẹn với Trần Minh. Không có Trần Minh gì nữa trơn trời á. Khi mà cha đã đuổi mẹ con ra khỏi nha môn là cha quên lời ước hẹn rồi, nhớ chưa? À, hay là con với cùng với Trần Minh đã thề ước hẹn gì đấy hả? Nói cha nghe coi. Dạ thưa cha, con đã nói rồi, khi hai trẻ mới tưởng hình có biết tương lai là thế nào đâu, chỉ mà cha mẹ dám liều chỉ phúc giao hôn. Cái đó là lúc trà dư tửu mậu, cái đó là rượu hứa, rượu làm chứ phải cha làm, không có cãi lời nữa. Nhưng mà hôm nay hai trẻ đã lớn khôn rồi, con được quyền tự do chọn lấy hạnh phúc của riêng mình, có làm điều gì cho cha mẹ phải bận tâm nữa đâu. Không, nói gì cũng cãi, nói gì cũng cãi là sao? Không có cãi nữa lời nữa. Vô dọn đồ về đi. Dạ, con nói cho nghe nè, con
con phải là con giữ trọn lòng chung thủy với Trần Lan á, là để con làm vợ của Trạng Nguyên đâu cha. Chứ muốn gì? Mà con muốn sống tròn đạo nghĩa, không thẹn tuổi với cỏ cây thôi cha à. Cha ơi cha, cha ơi cha thương con đi nghe cha. Thương con ha. Dạ. Bây giờ nè, bây giờ bến cũ đò xưa ha. Bà lỡ rồi ha, con đò một luôn rồi, đi vô trỏng dọn đồ về liền. Cha ơi, con với Trần Lan đã sống cùng nhau thì... Đi, đổ đâu đi, tốt nhà bây giờ là nãy rồi. Nay mình đành đổi thuyền, đổi bến sao cha. Đi về, bến lỡ đò một rồi đi về vô trỏng. Đi biểu vô dạ, luôn, dạ, tốt dạ, nhà nha. Dạ con đi về lắm. Dạ. Vô trỏng đâu về. Con cái gì kỳ cục à, nói đứng cãi hoài là sao không biết, nó lạ rồi. Cái này mà dễ cái gì mệt quá trời, sung sướng không muốn tự nhiên là đi làm ăn chuyện cực khổ vậy không. Nàng kia, nàng là ai? Nàng kia, ta hỏi ngươi là ai? Tại sao bước cho đi tự do đi không né mặt ta là sao? Đi hoài là tội, nàng là ai? Ngươi là ai? Vô đây làm gì? Nói, tại sao không ơi? Câm miệng. Khổn dữ lắm mà. Biết ta là ai không mà bảo câm miệng? Lão quan huyện già phải không? Biết ta là quan huyện mà dám nói lão quan huyện già này nọ. Nói cho ngươi biết, vùng này ta là quan huyện coi như vua của vùng này, thấy không? Dám nói già này già nọ là sao? Hỗn láo. Con gái nhà ai? Trả lời mau. Lão thật tình muốn biết lắm phải không? Phải, ta rất muốn biết. Biết để nhiều lính của ta mang ngươi về trốn nhà môn, để cho nàng biết tay biết mặt. Lão quan huyện già này đấy, không phải chỗ mà dẫn chơi, nghe chưa? Ta sợ nghe người biết ra sẽ kinh hồn dở mộng, đầu vui xuống thật sâu, lái tá mà vẫn còn rung. À, chắc là nàng đã nuốt gan trời, cho nên hùng dữ mình dám chút lâu. Ta nói cho nàng biết, tất cả huyện này gặp mặt ta, không ai dám nhìn lên. Thì ra là sai chút nào, ta tàn bạo như vậy đó. Tao nghe danh của ta còn chưa sợ, nàng sẽ còn thấy ta còn tàn bạo hơn nữa. Trả lời ngay bây giờ, trả lời từng câu một. Nàng từ đâu đến? Kinh đô. Kinh đô. Kinh đô nghe quen quen. Làm bánh hả? Kinh đô, ở kinh đô xuống. Con cái nhà ai? Con người nào ở kinh đô? Con qua ai kinh đô? Hả? Ta hỏi nàng con của ai? Cám miệng! Không được hỗn láo với công nương. Công nương rung cây nhát khỉ hả? Công nương xuống đây làm gì trời? Đâu nói chuyện được rồi hả? Nè, ta kêu lính á, chối đầu lại quýnh cho công răng luôn, nghe kịp chưa? Công nương. Công nương đâu? Công nương lại lấy gì chứng minh công nương? Công nương đâu? Ta hỏi công nương là làm chứng minh cho công nương ta. À, cũng chỉ Thánh Hoàng đến bảo vệ công nương, chớ xúc phạm mai đầu. Có gì chứng minh là ngươi là phụng chỉ Thánh Hoàng? Đâu? Đây, lĩnh chỉ. Đúng rồi, trời chết rồi, trời ơi. Trời đã cho tưởng ngài trong đình ra không. Trời ơi, hoàng thượng giảng tuế, giảng tuế. Giả lộ tướng quân, đưa gương báo cho ta. Ngài lui đi. Tuân lệnh. Đứng lên đi. Dạ, dạ thưa công nương, quỳ được rồi. Đứng lên đi. Dạ, dạ thần quỳ cho quen à. Đứng lên. Dạ đứng lên. Đứng thẳng người lên. Dạ gần công nương thật là như co hết trơn rồi, hết cái thẳng được rồi. Dạ xin công nương tha thứ tội cho thần không thấy đường. Không thấy đường à? Dạ. Bây giờ ta muốn ngươi hãy rời khỏi nơi đây. Dạ. Cho ta mượn nơi đây một lát có được hay không? Dạ không phải một lát mà là bốn lát cũng được. Dạ vì đây là nhà của con gái của thần.
con gái của quan huyện có phải tên gọi là Quỳnh Nga không? Dạ đúng rồi, Quỳnh Nga. Có phải là hiền nội của quan Tấn Trạng Trần Minh không? Quan Tấn Trạng Trần Minh? Trời ơi, như vậy là thằng Minh, Trần Minh nó đổ trạng rồi. Trời ơi, thằng này nó về nó giết tôi chết. Trời ơi, chết tôi đã, trời ơi. Quan Nguyễn. Quan Nguyễn. Dạ. Sao tao hỏi nhà ngươi không trả lời? Đang chết điếng nữa rồi. Dạ. Biết ổ hỏi gì quên rồi. Ngươi thằng nhớ rồi, con gái của thằng. Dạ đúng rồi. Dạ Quỳnh Nga là con gái của thần. Dạ đã cùng với Trần Minh thề, vì thề non hẹn biển. Dạ thề biển hẹn non. Hai người đã thề với nhau. Thôi đi. Dạ. Ta đến đây là ta đã biết việc đó rồi. Lão lui đi. Dạ lão về. Dạ thưa công nương. Dạ thưa công nương, sẵn hôm nay ngày 14 tháng 2, mời công nương ghé qua tệ xá của thần dùng một bữa cơm chay. Ngươi mà cũng ăn chay nữa à? Thần nấu ai ăn ăn, còn thần thì ăn mặn. Đi đi, dạ. Chết này muốn sống. Dạ, dạ, muốn chết à. Không, không. Sắp đi con nào, không. Dạ, thưa công đưa thần về. Trời ơi, chết. Tiểu thơ. Nàng vừa gọi ai là tiểu thơ? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao? Vậy ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thơ. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự nghĩ dùng danh xưng tiểu thơ để chào hỏi thì đâu có gì là thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan ra tiếp khách, xin từ biệt. Đứng lại, vô lễ. Sao nàng không tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng tên gọi Quỳnh Nga phải không? Dân. Ta nghe nàng bán hàng được lòng khách lắm kia mà, sao hôm nay lại tiếp khách như vậy sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng phải tùy theo cách ăn nít ở của khách mà chiều. Cũng như nước ở biển khơi, sông lớn thì rộng, mà vào lách vào mương thì phải hẹp chứ. Nàng thông minh lắm, ăn nói cũng đáng mặt lắm. Vậy thì bây giờ nàng hãy ở lại đây cho ta chọn hàng và ngã giá chứ. Dạ nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thơ muốn mua gì ở đây, gấm lụa hay tơ? Không, ta không cần những thứ đó. Nếu tiểu thơ không cần mua những thứ đó thì ở đây tôi không có gì để bán cả. Còn chứ? Còn. Còn cho nên ta phải lặn lội đến đây để tìm mua đó chứ. Dạ tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa tiểu thơ còn muốn mua gì ở đây? Ta muốn mua một trái tim. Một trái tim? Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người. Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Xin mời tiểu thơ hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Đứng lại, vô lễ. Giờ thì ta cho nàng biết, ta chính là công chúa Bích Vân đây. Vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp. Dù cho nàng có hạ mình thủ lễ, nhưng ta nghe trong giọng nói của nàng vẫn còn ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành lặn lội xa xôi đến đây đi tìm gặp con của quan cái huyện tên gọi Quỳnh Nga, để được một lòng thắm mặn. Sao công nương giữa ngàn vàng dặm mà chỉ để tìm gặp Quỳnh Nga? À, nên mới ghé qua. Không, một mình ta giữa đường xa là chỉ muốn tìm gặp được Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa đăng cung, nên ta liều giữa quê chung, tâm sự nặng quặn như gió ngựa lông trâu.
tráng lệ xa trời dặm dặm núi sông. Quỳnh Nga đã làm điều gì đắc tội với công nương? Dạ quan hờn làm heo dùng nhàn. Đừng tò mò tọc mạch. Bây giờ lấy tư cách của một bích dân công chúa, ta hỏi nàng, nàng là gì của Trần Minh? Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì? Sao nàng biết rằng ta đã biết? Vì nếu công nương không biết, công nương đã chẳng tốn công lặn lội để tìm gặp một Quỳnh Nga, một người mà công nương chưa hề quen biết, để làm gì? Khá lắm, nhưng ta muốn chính miệng nàng nói ra. Được, nếu công nương muốn thì tiện nữ phải xin dân. Tiện nữ với Trần Minh đã cùng nhau nặng tiếng giao thề, do hai bên cha mẹ hương đã cùng thề mối tương quan. Khi trăng hoa không gọi danh thần, ta nghe rằng xưa kia Trần Minh vốn là người hèn hạ, nước Nga mà tấn công nuôi vàng ăn hồng. Công nương qua đã theo điều tra, tin tức kia chính xác vô cùng. Ta tìm ra nơi này là không được cùng nàng tương hào, tìm giải pháp thêm toàn có lời đôi bên cùng tương xứng. Vậy ý nàng ra sao? Hãy nói cho ta rõ. Tôi nào có biết chi đâu mà trả lời đã dung cho công nương. Được, vậy thì ta lấy tư cách của một công chúa bích dân, đề nghị tặng cho nàng 100 cây gấm vóc và muôn lượng vàng rồng. Tiếp theo đó là một điều kiện. Đúng đó, sao nàng thông minh quá vậy? Điều đó có gì là lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng cho ai mà không đòi điều kiện bao giờ. Vậy xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện. Đâu có gì, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu điều kiện chỉ nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công chúa đã ban cho thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn. Đừng chận họng cướp lời ta, hãy để cho ta nói hết. Nàng thì nhận được bạc vàng gấm lụa, cha nàng thì được thăng quan tiến chức. Chỉ với một điều kiện nhỏ mọn thôi, nhường Trần Minh lại cho ta. Như vậy là tôi bán chồng tôi sao? Đừng léo mép, hãy trả lời cho ta được rõ. Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ phải chết. Nàng hãy liệu lấy đi, giữa sự giàu sang vinh hẹn và cái chết, nàng chọn đi. Chọn cái chết. Mà xa nhau sao bằng được chết với chung tình.
mà xa nhau. Sao bằng được chết với chung tình? Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Ta hiểu sự bình thản ngang nhiên của nàng đã khiến cho tay ta run rẩy tay gương quy. Ta đã hiểu gì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy. Cô Dương ơi, là một vị công chúa như con vừa lâm trận tình trở thành đội chiến bài. Em giam sát sợ gươm rơi dao gãy người ngựa bao giờ khi chiến trận chưa tàn. Ta nghe tim mình như rơi bao tới mũi đường xa. Nếu đổi lại được một địa vị của Quỳnh Nga, ta sẵn sàng chấp nhận mà không hề quan hận. Phụ vương, phụ vương đã ban cho con nhiều ân sủng, sao chẳng ban được cho con nghe mô tâm chân tình? Trong bao học nhà đâu có khó khăn gì cho công nương tìm lấy một tình yêu. Người nói gì? Sao người không chịu nhận lấy bạc vàng châu báu mà đổi lại tình yêu cho ta chứ? Công nương, thôi đi. Kẻ thiên thân, đừng vội thương ngại cho một người vừa lâm trận tình yêu đã thảm bại. Công nương còn để quên lại Thượng Phương Bảo Kiếm. Nương nàng đừng dối hãnh diện. Sinh mạng của Trật Bình cho tới bao giờ vẫn còn nằm trong tay ta. Nàng biết chưa, thái độ của nàng sẽ gây hậu quả thảm khốc cho Trần Minh đó. Thái độ của tôi, thái độ của tôi sẽ gây hậu quả thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, em đã giết chàng rồi sao? Chúa Thượng, phụ thân, công chúa, mọi người muốn bất lìa chúng tôi. Không đâu.
Tôi không giết chồng tôi đâu. Tôi không giết chồng tôi đâu mà. Quỳnh Nga. Ai gọi tên tôi? Trần Lan có phải không? Trần Lan! Quỳnh Nga! Trần Lan! Quỳnh Nga! Trần Lan! Trần Lan! Quỳnh Nga ơi, trong áo lụa ngày xưa đã trở về đây với người bạn tình chung thuê. Đem màu tơ máu yêu đương để điểm tô cho đẹp bối tương phùng. Trời Lan ơi, em ngỡ chỉ còn gặp nhau qua giấc mộng buồn. Chàng về đây bằng hình hài nguyên vẹn hay chỉ là tìm lại nhau ta nói cuộc chung tình ngỡ đã rơi đầu vì mang tội khi quân nhưng chúa tưởng xót thương cho đôi mình tương ngộ. Không giết, cho nên anh trở về đây với em nè. Còn em muốn hỏi áo mão trạng nguyên của anh phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc chiếc áo lụa chung tình của ngài đưa tiễn để gặp nhau. Trần Lan, nhưng sao trạng nguyên vinh quy bái tổ mà cha em không hay biết? Vì anh muốn dành cho hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu dân điền thương trọn nỗi niềm vui ngày tương ngộ vớt bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Cho nên anh mới quỳ xin lệnh với thanh quân đừng ban kiểu chi về làng không bao kinh để cho cuộc vinh quy âm thầm công đô. Chỉ có những người thân kia sớt hưởng trọn những vinh quang. Em ơi, bao nhiêu danh dự trạng nguyên là em và bạn nhượng điện cho anh. Cuộc đời hàng sĩ trần minh sớt sáng tờ lòng nặng tình ơn sâu. Bàng hoàng xúc động trong lúc gặp anh, em bàng hoàng quả khóc như kiểu tỉnh giấc như bao vậy. Trần Lan ơi, từ buổi đêm đưa chàng lại kinh thi, hiếp mong tính chàng bằng tấm lòng cô phụ dòng phu. Vừa rồi cha em có đến đây để bắt ép em thân con của quân tuần. Nhưng anh ơi, dẫu có chết em không đành lòng dông phụ, dẫu tính chàng còn hẹn đi mấy quang sáng. Nhưng giờ đây đã họp mặt tương quan cho bỏ công em với bao. Cờ im trong
cầu soi nước em đến thăm một lần. Bao lũ chim rừng thầm đàn trên khắp bến xuân. Từng đôi chim trong nắng ríu rít ca, cành đào hoen nắng tràn hòa. Chim ca thương nhớ chim ngân sao, hồn con ngây ngất trầm vương dìu nhau theo dốc núi nơi ven đồi. Chỉ thấy chim ghen nơi âu yếm tới đây chân bước lòng gặp người. Núi non như gián thuyền soi nước tà áo, em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bên xuân.
trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối. Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời. Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa, từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ. Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi, tựa bông hoa vừa mọc hân hoan rơi xuống thế. Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đầy gõ nhịp ca. Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là. Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là. Từ khi trăng là nguyệt trong tôi đèn lửa nhiều tôi thân thang lòng lòng bóng mây trời. Chưa ngọn lửa thương yêu thắp sáng trong đời, nắng sớm bắn mây mặt trời giờ thức dậy, hay đêm khuya cánh dài mưa rơi lung linh cánh trắng thiên thần ương trầm dân mừng phút giây xuân thế. Từ bao la em về bài ca gõ nhịp gieo hát mầm thiên lương nhân ái chan ngã hoa. Từ trắng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra, buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ. Từ trắng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia. Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ. Dường xưa sắm ngóng đàn chim nuông lần hạ, chúc câu kinh bước tới với cuộc đời. Trăng hát khúc nguyệt ca thầm lặng không khắp muôn nơi những mảnh đời tan giờ, tiếng gọi bất ngờ nỗi nhớ chào tôi. Giây phút tình cờ giọt nắng muộn màng rơi, buồn vui đó em cho tôi trọn vẹn. Câu kinh tình yêu chất men tờ du thi, ngàn rêu năm hương vì mãi ngọt ngào. Từ trắng thôi là nguyệt mỏi mê đã thôi lăn, vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhanh. Từ trắng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên. Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình. Là nguyệt nữa lạnh lẽo thu mưa, cây trôi lá rơi cành sương khuya rùng cắm cánh hồn già buốt chân lần về từng bước cuối mùa thu. Chim reo nhung nhớ người đi cùng mùa ngây ngất xuân thì dở dang đêm ta làng mơ xuân. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến thăm một lần, bao lũ chiếc
chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân. Từng đôi chim trong nắng ríu rít ca hú hú, cánh đào hé nắng chan hòa. Chim ca thương nhớ chim ngân xa hú hú, hồn con ngây ngất trầm hương. Gieo nhau theo dòng núi nơi ven đồi, chỉ thấy lòng ngập ngừng núi non như dáng thuyền soi đường. Tà áo em rung theo gió nhẹ hẹn thùng ngoài bên xuân. Thương làm thơ đến thính suy tư, thương gặp trăng sao trời.
phương xa, giờ năm tháng duyên kia nhạt nhòa.
rồi mùa mưa tới, mùa chớm chớm kỷ niệm giống như hoa hầm tiêu. Má hồng không phấn son, xinh xinh như mong ước, yêu thương dân đẹp lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ dần cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tìm yêu ngầm dặn lối. Tình đẹp mùa mùa chín nở, nhìn tóc em bay gió dần, đôi má thắm tình đầu tiên xin trao gửi lại bên lòng hồ. Xin trả lời tôi bằng chờ, hãy đợi chờ tôi cậy người mai mối tới tận nhà nàng với lễ vật cầu hôn. Tình ai đó đừng như làn nước bạc theo thủy triều mang mắt chảy về xuôi. Nhìn em sao xuyên lòng tôi, thương bàn tay nhỏ nương đôi má mỹ thuần. Cô gái nhỏ không son không phấn, nắng tu hồng chưa đôi má thêm duyên. Cuối thu rồi trời sắp sửa vào đông, hay người ấy đã quên rồi lời ước hẹn. Xin đừng để tình em phiêu bạc như cánh bèo trôi trên bến nước lòng. Thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ dần cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tìm yêu ngập dặn lối, tình đẹp mùa chớm chớm. Anh đến đây rồi em chưa già chưa em. Mẹ chưa ngủ hả mẹ hả? Khuya lắm rồi,
đèn đuốc hết dầu tắt ngỏm tối hôm, sao con không ngừng tay đi nghỉ? Sao mẹ cũng chưa đi nghỉ vậy? Làm sao mà mẹ ngủ được con? Nằm nghe tiếng quay to khuya lo khuya lắc, mẹ xót xa cho hoàn cảnh cô đơn của con. Hơn nữa lúc chạng vạng, mẹ nghe thoang thoáng tiếng ngựa hí người reo sau núi, lòng thấp thỏm lo âu, nằm không yên con à. Mẹ ơi, hay là việc cháu không có Kim Liên đổ bể khiến chú Phiên khó dễ vua ta, nên mới sinh ra chuyện can quá ở ngoài biển địa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã lão mẫu, như tôi đây là quốc trạng nguy nhung bình phiên đại xoay, cả đương quan phụng mạng triều đình, xuất dụng dốc lòng trường giặc ô qua, đem lại cho tư dân một cuộc sống an hòa. Vừa đến biên thủy đụng ngay đại quân của giặc, trong đánh chiến thua kịch tiếng lỡ đất lòng trời, hận minh quy dũng ngang dọc tung hoành, địch quân hốt hoảng đốt quả một giấy gì, lại xua toàn quân cùng tướng hùng cốt đột, càng lên đè bẹp đánh một trận hoài hùng, bổn chức vũ lộng thần quái ngăn trận tận xế chiều, thấy phơi đầy đồng máu chảy thành sông, trống dục tiên công giặc lùi tá đuổi, hoàng hôn chật vật cốt độ chạy dài, quốc trạng quá tài lanh một
theo một bước không rời, đâm nhào xuống ngựa chặt phăng lấy đầu. Ngẩng lên trời tối mù giữa rừng chẳng thấy lối ra, quay quảo bốn ba người quẩy ngựa mệt, giữa rừng lạc bước trăng sao không mọc. Trước mặt sau lưng toàn một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau. Bỗng thấy xa xa ẩn hiện một ánh đèn, khi tỏ khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm. Ngờ đâu giữa chúng sân cùng có một mái nhà và có cả tình dân. Thì ra nhờ ánh đèn của kẻ thức làm khuya mà. Vâng, nhờ ánh đèn leo lét mà. Ý chết, nãy giờ mãi mê nói chuyện mà quên mời Quốc Trạng ngồi. Dạ, dạ mời Quốc Trạng ngồi đây. Cảm ơn lão mẫu. Giáp trụ trong người. Dạ. Dạ bẩm lão mẫu, xin phép lão mẫu, chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu? Dạ, đó là thằng rể của già này đó. Nó chết cũng đã 31 năm nay rồi. Thôi để già đi đun nước mời quan nha. Dạ bẩm lão mẫu. Người là ai? Sao dung quan lại giống ta như vậy? Ta với người có quen biết nhau không? Người đang dung cây còn cả rễ lẫn cành, đánh ai đó mà thần quy lẩm lẩm? Giang điệu này khiến ta nhớ lại trận đánh bọn Lục Lâm. À, phải rồi, đúng rồi, trận chiến Hạ Phong Lai dẹp tan lũ cướp tại Sơn Đài. Nét đăng thanh hỏa cảm hào hùng, hỏa truyền thần sống động quay nghi. Dân làng đây có lẽ là bút tích của người mà bấy lâu ta hằng thiết tha mong nhớ. Một buổi chiều hành ngộ giữa điêu linh, nguyệt na trắng nhưng không, nguyệt na đã công phiên theo lệnh của triều đình. Nguyệt Nga ơi, để cho cành hoa gió cuốn, ta thật khổ phận bất tùng, biệt lấy thank you.
lời phân. Trên quạt lúa vẫn còn đây, những buổi tuần trì sao ngắn ngủi tất cả gàng. Riêng anh vẹn chữ tan vọng, nhưng chưa tròn nghĩa trúc mài. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga ơi, dẫu phiên quốc cũng muôn trùng xa thẳm, ta cũng quyết đã băng sông núi để gặp lại nàng cho thỏa tháng ngày xa cách nhớ mong. Nhưng ai, ai là người biết được việc riêng của ta giữa rừng hoang núi vắng, để ghi lại đây một chứng tích đủ cơ bằng. Ai, ai? Già đây mà, gia chủ đây mà. Hiền lão mẫu nhiều quá, ân trọng này chẳng những bổn chức riêng mang, mà triều đình phải có phận sự phải đáp đền ân thưởng. Dạ, bổn phận con dân thời loạn, đâu dám mong ân nghĩa của vua ban, để già dọn giường cho quốc trạng nghỉ ngơi chờ sáng. Cảm ơn lão mẫu, giáp trụ trong người chỉ xin phép lão mẫu cho bổn chức được ngồi đây, ngồi cạnh bàn thờ ông anh đây để dưỡng thần vài khắc được rồi. Dạ, dạ mời quốc trạng. Thưa lão mẫu, chẳng hay ông anh đây được bao nhiêu. Đến chào mừng quốc trạng đi con. Dạ, con dân nhà Bần xin lãi mừng quốc trạng. Xin chị hãy đứng lên. Bổn chức tuy mang tứ trọng triều đình, nhưng cũng xuất thân từ chúng tôn mẫu Bần hàng. Con sao vậy con? Đó, thấy không, mẹ nói có sai đâu. Con dệt khuya quá sức nào mà chịu nổi. Dạ, dạ dạ bẩm quan, con của tôi vì quá nhớ thương thằng chồng quá cố, lại cắm đầu cắm cổ vào chuyện xâm nhai, cho nên trời ơi, ta nói khổ khổ quá mà. Con ơi. Dạ. Con thấy đỡ chút nào không con? Dạ dạ con không có sao đâu mẹ ơi, con không có sao. Con không có sao đâu. Thưa lão mẫu. Dạ. Xin phép lão mẫu cho bổn chức được hỏi người chỉ vài lời về người anh quá cố trong nhà có được không? Dạ,
Dạ, quốc trạng đã truyền thì con của già xin dâng theo lời vàng ngọc. Nè con, lễ phép thưa qua khi người hỏi, để mẹ đem cho ngựa của ngài đây dài bụng thóc nghe con. Dạ. Dạ. Thưa chị, người tiết hạnh thật là cao quý, mong những lời thô thiển không làm dễ đục tâm lòng Trinh. Xin người qua bữa nể tình mà bỏ lỗi. Nghe lão mổ nói, anh ở nhà thọ nạn vong thân, bấm nút tay tính lại cũng đã 3-4 năm dư rồi thì phải. Dạ, điều đó mẹ tôi nói lại chăng sai. Chồng tôi đi thi giữa đường họ đang tham thương, thi thể đành chôn vùi nơi đất lạ quê xa, nơi đất rẻ bày vườn đoan. Ôi những lời đoán thề, chỉ non xanh nên biết mình đã thề. Gặp vợ, vợ cũng muốn gặp chồng mà chẳng dám hở môi. Dám hỏi chị, anh nhà trong bức họa gọi là tên gì? Chồng tôi họ Lục. Lục là Dân Tiên. Phải rồi, đúng rồi, Lục Dân Tiên. Trên đường thiên lý gặp nạn tai, chàng đã ra tài diễn phong lai. Dân ngỡ nghĩa xây duyên ngờ, quả lụa làm tin chẳng ngồi mai. Công tội danh thành rạng chi trai, đâu xin chiếu tình kiếm trai. Nước biết mình thề, lòng tôi cho đôi ta mỗi người một ngả. Em muốn biết bởi đâu đất sâu muôn trần, không tưởng không thương ghét ghen nhồi dắp mọi đứa một phương. Ôi, dù sống hay chết chàng vẫn là chồng của Nguyệt Nga. 3 năm sắp đến một già, có ai một đời.
vọng rộng quốc gia để rước nghĩa mẫu và phu nhân Quốc Trạng trở về triều nội.